Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ngon Gia Đình. Trong video ngày hôm nay, mình xin chia sẻ với các bạn về cách làm bánh chuối Nagasari dẻo thơm. Chuối là một loại quả rất quen thuộc. Chúng ta đã quen với nhiều món ăn được làm từ chuối như là kem chuối này, bánh chuối nướng. Hôm nay thì mình sẽ cùng với các bạn làm một món bánh chuối đến từ Indonesia nhé. Chắc hẳn là các bạn sẽ thấy món bánh chuối rất quen thuộc với lớp vỏ bọc lá chuối, nhưng bánh này thì lại có hương vị lạ miệng và thơm ngon vô cùng đấy. Bây giờ các bạn hãy cùng với mình chuẩn bị nguyên liệu để làm món bánh chuối Nagasari này nhé. Nguyên liệu đầu tiên các bạn cần chuẩn bị đấy là bột gạo. Bột gạo thì mình sẽ sử dụng 200g. Nguyên liệu thứ hai là đường. Đường ở đây mình sẽ sử dụng 50g. Tiếp theo là chuối. Chuối thì mình sử dụng 5 quả. Và nước cốt dừa mình sẽ sử dụng 200ml nhé. Và món bánh này thì mình sẽ gói bằng lá chuối, cho nên là ở đây mình đã chuẩn bị sẵn lá chuối rồi. Lá chuối sau khi cắt về thì các bạn hãy rửa sạch đi này. Sau đó thì mình trần với nước sôi để cho lá chuối của mình nó có độ dẻo, mình gói bánh nó dễ hơn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào làm món bánh này nhé. Trước tiên thì mình sẽ bóc vỏ những quả chuối này ra. Các bạn lột vỏ chuối, sau đó thì mình sẽ chẻ đôi quả chuối ra như này nhé. Các bạn có chuối nào thì các bạn có thể sử dụng chuối đó nhé. Sau khi cắt chuối rồi, bây giờ mình sẽ đi pha cái phần bột nhé. Mình sẽ cho bột ra một cái xoong này, các bạn cho bột vào đây. Sau đó thì mình sẽ cho đường vào. Các bạn nhớ trộn thêm vào bột một chút xíu muối trắng nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho nước cốt dừa vào đây. Các bạn cho nước cốt dừa vào và mình sẽ pha cho cái phần bột của mình nó hơi loãng ra. Các bạn cho nước cốt dừa vào và mình sẽ khuấy, mình sẽ quậy thật đều cho cái phần bột gạo của mình nó tan hoàn toàn, nó không còn bị vón cục nữa nhé. Sau khi mà đã quậy tan hoàn toàn phần bột gạo rồi thì bây giờ mình sẽ bắc cái nồi hỗn hợp bột này lên bếp và sẽ đun lên. Các bạn cho nồi bột của mình lên bếp và sẽ quấy đều tay và liên tục cho tới khi nào phần bột của mình nó dẻo, nó đặc và trong lại là được. Các bạn để lửa vừa nhỏ thôi nhé. Mình sẽ quấy đều tay như thế này. Quấy đều cho cái phần bột của mình nó chín. Khi mà bột của mình nó chín thì nó sẽ đặc lại và nó trong lại. Các bạn nhớ quấy đều tay để cho cái phần bột của mình nó không bị bén và không cháy nhé. Nếu như mình không quấy đều tay thì cái phần bột nó sẽ dễ bị bén ở đáy nồi và nó bị cháy đấy.
Phần bột của mình được pha bằng nước cốt dừa nên rất là thơm. Các bạn nếu như mình không mua nước cốt dừa đóng lon sẵn như này thì các bạn có thể sử dụng dừa quả. Các bạn xay nhỏ ra sau đó thì mình sẽ vắt lấy nước cốt cũng được. Mình sẽ khuấy đều cho tới khi phần bột của mình nó chín. Các bạn khuấy đến khi phần bột của mình nó đặc và nó dẻo lại như này là được nhé. Bột nó đặc và nó mịn, nó rất là mịn, nó dẻo lại. Như thế này là được rồi. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần bột này ra ngoài để bắt đầu gói bánh. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị gói bánh nhé. Lá chuối này thì các bạn có thể hơ trên lửa này, hoặc là các bạn nhúng vào nước sôi cho lá chuối của mình nó mềm ra. Sau đó các bạn lau khô đi và mình sẽ xoa một lớp dầu ăn lên trên bề mặt của lá chuối. Để một lát nữa mình hấp xong thì khi mà mình bóc bánh nó sẽ róc hơn, nó dễ bóc. Trước tiên thì các bạn lấy một chút bột các bạn cho lên trên bề mặt lá chuối nhé. Sau đó mình sẽ lấy một miếng chuối, mình đặt vào giữa miếng bột này. Và tiếp tục các bạn lấy thêm một lượng bột nữa, các bạn phủ lên trên bề mặt của miếng chuối như thế này. Sau đó thì các bạn sẽ gói cái bánh này lại. Và các bạn sẽ gấp cái phần mép của cái lá lại. Mình gói sao cho cái bánh của mình nhìn nó đẹp là được. Vậy là mình đã có được một chiếc bánh rồi đấy. Các bạn cứ tiếp tục làm như thế cho tới khi hết phần bột và phần chuối nhé. Cho bột, sau đó thì lấy một miếng chuối đặt lên này, tiếp tục cho một lớp bột nữa lên bên trên. Các bạn cũng có thể gói tròn cái bánh này cũng được. Mình sẽ cuốn tròn nó lại. Sau đó thì các bạn sẽ gấp mép này. Rồi mình đã có được chiếc bánh thứ hai rồi đấy. Các bạn nhớ cuốn kín cái mép lá lại để cho cái phần bánh của mình nó không bị phì ra nhé. Như vậy là mình đã gói xong những chiếc bánh rồi đấy các bạn ạ. Bây giờ thì các bạn chỉ việc đặt những chiếc bánh này vào sừng hấp thôi. Các bạn sẽ xếp bánh vào sừng hấp nhé. Mình sẽ xếp bánh vào đây. Và sau đó thì các bạn đem những chiếc bánh này đi hấp nhé. Các bạn cho những chiếc bánh này vào nồi hấp này, hoặc là một cái nồi mà các bạn cho nước vào, các bạn đun sôi lên, sau đó thì mình sẽ đặt giá bánh vào. Mình hấp khoảng 25 cho đến 30 phút thì cái phần bánh của mình nó sẽ chín đấy. Bây giờ thì mình sẽ cho những chiếc bánh của mình đi hấp nhé. Và đây là những chiếc bánh của mình sau khi mình đã hấp chín rồi này các bạn.
Các bạn có thể thấy phần bánh của mình nó chín, nó rất là trong. Đặc biệt bánh rất là thơm các bạn ạ. Thơm vị của nước cốt dừa này, thơm vị của chuối chín nữa. Và khi mà mình ăn ấy thì cái phần bột bên ngoài nó hơi dai dai. Còn cái phần bánh thì nó lại có vị ngọt ngào của chuối, của nước cốt dừa, rất là hấp dẫn đấy. Các bạn hãy làm và thưởng thức món bánh hấp dẫn này nhé. Chúc các bạn làm thành công và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Và video của mình tới đây là hết rồi. Các bạn đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ mình và đón nhận những video hấp dẫn tiếp theo nhé.